Hi, welcome back to my channel, Star Skedago. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Tục rồi. Rồi kê vào mình sẽ chuyển sang game thứ 3. Home game. Let's go. Ở đây thì mình sẽ đi tiêu diệt zombie. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Wow, thiếu tí vàng. Update tranh này cũng khá là tốn. Ok. Đó, cứ như thế các bạn sẽ update và tiếp tục tiêu diệt. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ tư. Olenisky. Dear, have I upset someone? Ok, và tiếp tục là Paul Master. Let's go. Player 1, choose. Bullseye. Wow, hơi cao. Cái này tầm 20 đến 21 là đẹp. 22 là đẹp. Wow, lại lên trên rồi. Cái này chỉ khoảng 18 thôi. Headshot. Finish him. fatality. Win. Player one, choose. Him. Fatality. Epic win. Thanh kiếm đã cộng 15, tiêu diệt những anh chàng yếu hơn. Ok. Okay. Tiếp tục đi cứu công chúa. Ok, let's go. So, Skedago. Khó đâu. Archidons, fire! Defend! Ở đây mình sẽ cố thủ một lúc, sau đó tôi sẽ tấn công. Attack! Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. My God, đi luôn. Wow. Wow, không kịp rồi. Anh chàng kia đi nhanh quá. Wow. Rồi, tiếp tục nào. Đến mức khéo phải đi thẳng rồi. Đi theo anh chàng này. Lan đường này, sau đó thì sẽ nhảy sang. Vượt lên. Ok. Rồi đã thành công. Và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.